Chụp ảnh trang phục cổ trang là một hoạt động thú vị và nghệ thuật, giúp tái hiện lại những trang phục truyền thống của các thời kỳ lịch sử khác nhau. Dưới đây là một số gợi ý để chụp ảnh trang phục cổ trang thật đẹp và ấn tượng. Chuẩn bị trước khi chụp ảnh. 1. Chọn trang phục và phụ kiện phù hợp. Lựa chọn trang phục cổ trang theo thời kỳ và nền văn hóa mà bạn muốn tái hiện. Đảm bảo rằng trang phục và phụ kiện phù hợp với nhau và với bối cảnh chụp ảnh. 2. Trang điểm và làm tóc. Trang điểm và kiểu tóc cổ trang thường rất công phu và chi tiết. Nên tham khảo các hình ảnh từ lịch sử hoặc các bộ phim cổ trang để có phong cách trang điểm và kiểu tóc phù hợp. 3. Bối cảnh. Chọn một địa điểm phù hợp với trang phục cổ trang của bạn. Có thể là một khu vườn, cung điện, ngôi đền hay bất kỳ nơi nào mang lại cảm giác lịch sử và truyền thống. Kỹ thuật chụp ảnh. 1. Ánh sáng. Ánh sáng tự nhiên thường tốt nhất cho các bức ảnh cổ trang. Ánh sáng mềm mại vào buổi sáng hoặc chiều muộn sẽ giúp làm nổi bật các chi tiết của trang phục và khuôn mặt. 2. Góc chụp. Thử nghiệm với nhiều góc chụp khác nhau, từ trên xuống, từ dưới lên hay góc chéo để tạo ra những bức ảnh độc đáo. Đừng ngại thử các góc nhìn mới lạ. 3. Tư thế và biểu cảm. Hãy tham khảo các bức tranh cổ điển hoặc phim ảnh để tìm những tư thế và biểu cảm phù hợp với phong cách cổ trang. Tư thế đứng, ngồi hoặc cử chỉ tay chân đều có thể tạo nên sự khác biệt. 4. Chỉnh sửa hậu kỳ. Sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh để tăng cường màu sắc, độ tương phản và loại bỏ những chi tiết không mong muốn. Tuy nhiên, đừng chỉnh sửa quá đà, làm mất đi vẻ tự nhiên của bức ảnh. Ý tưởng chụp ảnh. 1. Chụp với thiên nhiên. Những cảnh chụp giữa vườn hoa, dưới cây cổ thụ hoặc bên dòng suối thường mang lại cảm giác thanh bình và lãng mạn. 2. Chụp trong kiến trúc cổ. Sử dụng các ngôi đền, cung điện hoặc các công trình kiến trúc cổ làm nền cho bức ảnh. Điều này sẽ tăng thêm sự uy nghi và cảm giác lịch sử. 3. Chụp chi tiết. Đừng quên chụp các chi tiết nhỏ của trang phục và phụ kiện như hoa văn trên áo, trang sức hay chi tiết của vải. 4. Chụp cùng nhóm. Nếu có thể, hãy chụp cùng với một nhóm bạn cũng mặc trang phục cổ trang. Điều này sẽ tạo nên những bức ảnh đầy màu sắc và phong phú. Hy vọng những gợi ý trên sẽ giúp bạn chụp được những bức ảnh trang phục cổ trang đẹp và ấn tượng. Chúc bạn có những trải nghiệm thú vị và thành công!